đây đúng không? Cầm đi. Chú Hà ơi, chú Hà. Ai đấy? Cháu ạ. À, cô đây à? Dạ. Có chuyện gì đấy cô? Dạ, cháu chào chú ạ. Cháu là vợ anh Quý, anh ấy vừa sang sửa điều hòa cho chú đấy ạ. Tôi đã bảo là tôi hết tiền, mà vừa lúc nãy cậu đồng ý là cậu để cho tôi chịu, bây giờ về bách vợ là sao? Dạ, không phải thế đâu chú ạ. Thôi, mình đi về đi. Chú ơi, dạ, không phải là nhà cháu khó khăn gì với chú đâu ạ. Cháu nhờ chồng cháu đi làm cả ngày để mang mấy đồng về mua sữa cho các con cháu. Thế mà anh ấy đi cả ngày về anh không mang được đồng nào cả. Các con cháu đang đói quá đây này. Kìa, em, chú đã bảo là để hôm khác rồi mà. Đi, về đi. Chú ơi, cháu nói thật với chú còn có nhà cao cửa rộng, chứ cháu chỉ có đàn con thơ dại thôi chú ạ. Đấy, chú còn có điều hòa mà sửa ấy kìa, chứ cháu là chỉ trông mấy đồng chồng cháu mang về để giữ hòa khí gia đình thôi ạ. Tôi đã nói rồi, tôi không còn tiền, thư cho tôi vài hôm rồi tôi trả. Bây giờ mà cô có vào, cô lục tung nhà tôi lên cũng không có đồng nào mà trả cho cô đâu. Wow. Chú ơi, thế bây giờ tóm lại là chú không có tiền trả đúng không ạ? Ôi, tôi đã nói rồi còn gì nữa. Em bình tĩnh. Rồi ạ. Xong rồi mẹ đào một tí nhá. Thế mà vợ chồng Quý Hà đào ở đâu? Đào nó đi đòi nợ rồi bác ạ. Giờ vẫn còn đi đòi thế nào? Ở đây này, về rồi. Nó về rồi. Vừa nói cái về luôn này. Thiêng thật rồi. Xin lỗi cả nhà nhé. Nói cái là có mặt ngay đấy. Ôi mẹ bé nè. Tao đi nạp với mày đấy nhá. Đây tháng con mà bảo đi là đi luôn được chứ. Mẹ xin lỗi em. À thôi, ăn thôi. Dạ. Mẹ đi đòi quyền lợi cho em mà. À, xin lỗi cả nhà nhá. Chắc là mọi người chờ lâu lắm đúng không ạ? Ôi, mọi người cứ ăn đi ạ. No hết cả rồi, còn nhà anh chị rồi đấy. Nhờ. Ngọ biệt anh ơi. Tính cái đào trước giờ nó vẫn thế mà. Đụng tới nó thì không sao, nhưng mà đụng tới quyền lợi của người thân nó là nó phải làm tới cục như thế đấy. Anh thông cảm nhá. Chẳng qua là nó sợ anh bị người khác bắt nạt thôi. Ôi dồi ôi mày ơi, cái đào nhà mình á, nó không sợ đồng bào quay lưng, nó chỉ sợ đồng tiền quay lưng cho bạn ơi. Ôi, bớt nói xấu bạn chúng mày lại. Ngồi đi. Ngồi đi. À, mình ngồi nhá. Đào ơi, có đòi này không? Anh còn phải hỏi ạ. Chị Đào là trăm trận trăm thắng. Xin lỗi cả nhà. Khổ lắm cơ. À mẹ chuông em. Cuộc đời thích hoa hồng nhưng mà thằng giặc loại thích mình ôm cây súng cơ. À, kiểu này là đòi nợ thành công rồi đấy. Ôi. Ê ông bà biết không? Con bé này này. Ai nợ nó đồng nào ấy, nó phải moi cho bằng được. Đúng là tên là Đào nha. Bác. Sóc ơi, sau này lớn không giống mẹ Đào nhá. Cô. À, cứ nhân dịp đầy tháng con của em thì mời cả nhà mình lên chụp ảnh kỷ niệm đi. Tay. Cái gì cha? Chuyện hôm nay cho anh xin lỗi nhé. Chuyện gì ạ? Có cái gì đâu. Anh mới quan trọng hóa vấn đề. Thôi chụp ảnh nào. Rồi cả nhà mình cười nào. Mọi người cười tươi nhá. Đứng sát vào nhá. 1, 2, 3 Rồi. Đừng kiểu 2 Rồi. Đừng sướng. 1, 2, 3 Rồi.